đầy vơi trên vực cao. Hùng nhớ cây máu đào đắng bao. Kính chào quý khán giả. Trước đây, chúng ta đã từng nghe Mật ước Thành Đô nhằm biến Việt Nam thành một tỉnh lỵ của Trung Quốc. Đến những sự kiện xảy ra mới đây như luật đặc khu, luật an ninh mạng và gần đây nhất là sự cải cách tiếng Việt theo chương trình Hán Lai của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền càng chứng minh rõ ràng hơn âm mưu bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã hơn 40 năm toàn quyền lãnh đạo, nhìn vào những thảm trạng của đất nước hiện nay đã cho thấy rõ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự bất tài, bất lực, dối trá, tham nhũng, đưa Việt Nam vào hiểm họa bị diệt vong. Đã Đảng Cộng sản ba nước! Đã đâu! Đã Đảng Cộng sản ba nước! Đã đâu! Đã Đảng Cộng sản ba nước! Đã đâu! Ai ngoài luôn luôn ủng hộ quốc nội! Ủng hộ! Down with Vietnamese Communists! Down, down, down! No special zone for China. No, no, no. Đã đảo Long Hàn, Long Hàn, Long Hàn. Kính thưa quý vị, trước nguy cơ nước mất nhà tan, đồng bào quốc nội từ khắp các miền đất nước đã thôi ngoảnh mặt làm ngơ, đã xuống đường thực hiện quyền dân chủ, đã biểu tình thể hiện lòng yêu nước của mình, bất chấp sự đánh đập, hành hung, bắt bớ, tù đày của chính quyền phi nhân bản. Để tiếp một bàn tay cùng đồng bào quốc nội, cộng đồng người Việt quốc gia vùng Tampa Bay và trung tâm Florida, cũng như cộng đồng người Việt hải ngoại khắp nơi, đồng loạt xuống đường, ủng hộ cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa, lên tiếng cho nguyện vọng chính đáng của toàn dân. Chúng tôi đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, đồng thời cũng là đại diện cho Hội đồng Liên kết quốc nội hải ngoại. Chúng tôi đến đây đồng hành với lại đồng bào ở trong nước để chúng ta chống lại cái luật đặc khu cũng như là cái luật an ninh mạng cũng như là sự đàn áp rất là phải là thâm tệ của cái chế độ cộng sản Việt Nam. Cái quan trọng nhất là cái tấm lòng của tất cả quý vị hướng về quê hương Việt Nam mình. Với cái luật đặc khu Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc là một hình thức bán nước, luật an ninh mạng là một cái luật bóp học người dân. Cho nên chúng tôi chỉ muốn đồng hành cùng đồng bào quốc nội để chứng tỏ với đồng bào quốc nội các bạn trong quốc nội luôn luôn có trung tâm. Chúng ta hãy nghĩ lại với những người anh em ở trong nước, họ không có được những cái quyền này, họ đã hy sinh tính mạng và đôi khi cả hạnh phúc gia đình để nói lên tiếng nói, trong khi chúng ta ở đây có tất cả các quyền mà chúng ta không nói. Điều đó chứng tỏ là chúng ta vô cảm. Câu nào hôm nay là ủng hộ chống thông tin của Việt Nam, dân chúng không biết gì hết, là bên đây của ngoại ủng hộ cho chúng họ để mà đứng lên thay đổi luật đặc khu. Chế độ cộng sản đã độc ác tàn nhẫn, không cho người dân hiểu biết về chính trị, về sự mất còn của đất nước. Bộ cộng sản đã bán nước cho Tàu. Chúng tôi đây ủng hộ những người quốc nội. Chúng tôi đứng lên biểu tình đã đảo cộng sản. Chúng ta đến đây để mà phản đối cộng sản bán nước và hỗ trợ cho đồng bào trong nước. Cộng sản Việt Nam là một tay sai của Tàu Cộng. Tuy số lượng người biểu tình và địa điểm còn rải rác, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy nó đã và đang lan rộng khắp nơi, với số lượng người tham gia ngày càng đông hơn. Ngày mà trên 90 triệu đồng bào Việt Nam cùng xuống đường biểu tình, đó là ngày cáo chung của một thể chế độc tài, bất lương, vô nhân tính. Đó là ngày người dân Việt thực sự tự do, thể hiện quyền dân chủ của mình qua lá phiếu bầu cử, bầu chọn nhân tài, kiến thiết quê hương. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại. Việt Nam ơi, con nói tên mình thôi. Việt Nam nước tôi, Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng kia.